Uh, what we'll propose is hopefully something where both sides can gain a lot more than they give uh, and where both sides will have to make compromise, but, uh, but hopefully the benefits uh, far outweigh the compromise. The objectives of this visit we've been working on the peace initiative for two years now and we're getting ready to uh, put our plan forward. what we've tried to do is figure out what is a realistic and what is a fair solution to the issues here in 2019 that can enable people to live better lives. and, you know, we focused on the, the following four principles uh, that we've used in which to create the plan. the first principle is, 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 uh, is to have freedom. we want people to be able to have the freedom of opportunity, the freedom of religion, the freedom to worship, uh, regardless of your faith. Uh, respect. we want uh, all people to have. Uh, dignity and to respect each other. Uh, opportunity, we want people to uh, be able to better their lives and uh, not allow their grandfather's conflict to hijack their children's future. And then the final one is really security. If you know, I'm here in Abu Dhabi and you've got uh, a lot of great growth, a lot of great buildings, a lot of great commerce, but if there wasn't security, people wouldn't want to be investing here, they wouldn't want to be living here, and they wouldn't be able to enjoy mm -hmm. all the great development and opportunities that are existing. What we focused on is not as much. Um, uh, the issues, which we are focused on extensively, but also what's holding back the Palestinian people from achieving their full potential and what's holding back the Israeli people from being able to properly integrate uh, with the whole region. And I think that if you look at this whole region today, you have so much opportunity, but you also have some major threats. So by bringing everybody together, uh, we are hopeful that they'll be able to achieve uh, a new paradigm. Kính thưa hội thánh, hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau suy ngẫm đôi điều về cái kỳ tận thế. Và cái đề tài chia sẻ của chúng tôi ngày hôm nay đó là kỳ tận thế và năm 2027. Đối với nhiều người trong chúng ta, ngày đầu tiên của một năm mới cũng chính là cái thời điểm để chúng ta định hướng về những cái gì mà chúng ta cần phải làm trong một năm mới. Và cảm tạ Chúa, Ngài đã ban cho chúng ta mỗi năm có hai cái cơ hội đón mừng năm mới. Mừng năm mới theo dương lịch và mừng năm mới theo âm lịch. Dương lịch là lịch tính theo vòng quay của trái đất ở chung quanh mặt trời. Còn âm lịch là lịch tính theo vòng quay của mặt trăng ở chung quanh trái đất. và dựa vào cái sự di chuyển của trái đất của mặt trăng mà chúng ta có được ngày mùa tháng năm như lời của chúa đã dạy chúng ta trong sáng thế ký đầu một và vì chúng ta có hai cái hệ thống lịch khác nhau như vậy cho nên chúng ta có được hai cái thời điểm để bắt đầu một năm mới nhờ đó nếu chúng ta vì một lý do gì không kịp định hướng vào cái dịp Tết dương lịch thì chúng ta vẫn có thêm một cơ hội trong dịp Tết âm lịch. Nếu trong ngày đầu năm mới dương lịch vừa qua, ngày 1 tháng 1 năm 2020 có ai đó trong quyên bạn chị em chưa kịp định hướng những gì cần phải làm trong năm mới 2020 này. Thì hôm nay ngày đầu của năm mới âm lịch là một cái cơ hội tốt để thực hiện điều ấy là con dân của chúa thì chúng ta định hướng cuộc sống của chúng ta theo những phép tắc của lời chúa và theo cái sự hiểu biết của chúng ta về những lời tiên tri trong thánh kinh vì những lời tiên tri trong thánh kinh là những lời báo trước những điều mà đức chúa trời sẽ làm ra ở trong cuộc đời này giữa vòng loài người của chúng ta cho nên cuộc sống của chúng ta phải dựa vào trong những cái điều mà Chúa sẽ làm ra trong những tháng ngày sắp tới. Đặc biệt là đối với thời đại của chúng ta, chúng ta cần định hướng những sự cần làm trong đời sống của chúng ta theo cái sự hiểu biết của chúng ta về các lời tiên tri liên quan tới sự đến của Đức Chúa Giêsu Christ và kỳ tận thế. Vì sự đến của Đấng Christ đã rất gần, có thể xảy ra bất kỳ lúc nào. Chúng ta phải dọn mình để sẵn sàng ra đi với Ngài vì trong kỳ tận thế vẫn sẽ có nhiều người tin nhận tin lành chúng ta cần sống và hầu vị chúa sao cho cái sự hầu vị chúa của chúng ta hiện nay cũng giúp ích cho những người sẽ tin chúa ở trong kỳ tận thế nói cách khác chúng ta sẽ để lại những cái tài liệu để lại những cái phương tiện để cho những người quen biết của chúng ta mà thậm chí ngay cả những người không quen biết của chúng ta có thể truy cập những cái tài liệu đó để họ hiểu biết hơn về lời của Chúa, hiểu biết hơn về sự cứu rỗi của Chúa. Để làm nền tảng cho cái sự định hướng những việc cần làm trong cuộc sống của chúng ta, không những chỉ trong năm 2020 này mà còn cho suốt khoảng thời gian còn lại từ nay cho tới khi Đức Chúa Giêsu Christ đến để đem chúng ta ra khỏi thế gian. Chúng ta hãy cùng nhau suy ngẫm các lời tiên tri trong thánh kinh về kỳ tận thế vì bởi đó chúng ta sẽ nhận biết một cách rõ ràng kỳ tận thế đang đến gần và ngày chúa đến có thể xảy ra bất kỳ lúc nào với sự nhận thức đó chúng ta dễ dàng biết mình cần phải làm gì trong những ngày còn lại của chúng ta trên trần gian này sự nhận biết dấu hiệu các thời kỳ để sống một cách thích ứng với chương trình của đức chúa trời dành cho mỗi thời kỳ là bổn phận của con dân chúa Chính Đức Chúa Giêsu Christ đã lên tiếng quả trách những người Pha-ri-si, là những người tự xưng nhận họ biệt riêng mình để học lời Chúa và hầu vị Chúa, là bởi vì họ đã không nhận biết dấu hiệu của các thời kỳ. Lời của Chúa được ghi lại trong ma Thơ Động đoạn 16 từ câu 1 đến câu 3 chép như thế này: Những người Pha-ri-si và những người sa đến thử Ngài, xin Ngài tỏ ra cho họ một dấu lạ từ trời. Nhưng Ngài trả lời phán với họ: và buổi chiều tối các ngươi nói thời tiết tốt vì trời đỏ, còn sáng sớm thì các ngươi nói hôm nay có mưa dòng vì trời đỏ và nhiều mây. Hỡi những kẻ giả hình, các ngươi có thể phân biệt sắc trời mà các ngươi không thể phân biệt những dấu hiệu của các thời kỳ sao? Những người Pha-ri-si thời xưa đã không nhận biết thời kỳ đấng Christ vào trong thế gian để hoàn thành cái sự chuộc tội cho nhân loại. Ngày hôm nay chúng ta có nhiều dấu hiệu rõ ràng báo cho chúng ta biết chúng ta đang sống trong khoảng thời gian cuối cùng của thời kỳ hội thánh. Hội thánh có thể được Đức Chúa Giêsu Christ cất ra khỏi thế gian bất kỳ lúc nào. Sự kiện dân Israel được hồi sinh phần thuộc linh có thể xảy ra vào năm 2027 và kỳ tận thế cũng có thể xảy ra vào năm 2027. Khi chúng ta đối chiếu các lời tiên tri về kỳ tận thế với lịch sử và thời sự thế giới, thì chúng ta nhận ra ngay, chúng ta đang sống trong những ngày liền trước kỳ tận thế. Lời tiên tri đầu tiên về kỳ tận thế đã được ghi lại ở trong sách Daniel từ hơn 2.500 năm trước, và khoảng năm 539 trước công nguyên. Và hơn 600 năm sau đó, thì chi tiết về kỳ tận thế được Đức Chúa Giêsu Christ mặc khải cho sứ đồ dân và được ông ghi lại ở trong sách Khải Huyền và khoảng năm 95 Công nguyên. Nói cách khác, những gì đang và sẽ xảy ra trên thế giới trong thời đại của chúng ta đã được Chúa tiên tri từ hàng ngàn năm trước. Chúng ta thật sự là thế hệ có phước nhất trong các thế hệ của loài người, vì chúng ta có thể kiểm chứng sự ứng nghiệm phần lớn những lời tiên tri trong thánh kinh khi chúng ta xem xét lịch sử của thế giới. Chúng ta là được chứng kiến những lời tiên tri cuối cùng của thánh kinh đang trở thành hiện thực trong thời đại của chúng ta. Nhờ đó chúng ta thấy rõ đức tin của chúng ta vào Thiên Chúa, đức tin của chúng ta vào thánh kinh là lời của Chúa là đúng. Nhờ đó chúng ta được khích lệ càng hơn để hết lòng sống cho Chúa, sống vì Chúa trong những ngày cuối cùng còn lại của chúng ta trong cái thân thể xác thịt hiện tại ở trong cuộc đời này. Thay vì sống theo cái sở thích riêng của mình, sống theo cái sự tự ái của mình, sống theo cái sự tự cao của mình, sống theo cái sự kiêu ngạo của mình. Ý nghĩa của sách Khải Huyền đã được chúng tôi chú giải từng câu và đăng trên khu mạng kỳ tận thế.net. Và cũng trên khu mạng đó, chúng tôi có nhắc đến lời tiên tri về kỳ tận thế ở trong sách Daniel, trong bài 70 tuần năm của Daniel. Hôm nay, chúng ta hãy cùng nhau suy ngẫm lời tiên tri trong Daniel đoạn 9 câu 24 đến câu 27. Đối chiếu với lịch sử thế giới, đối chiếu với lời tiên tri trong OC đoạn 6 câu 1 đến câu 2, so sánh với cái tình hình thời sự hiện tại để thấy rằng rất có thể kỳ tận thế sẽ xảy ra trong năm 2027 và kéo dài đến năm 2034 và kể từ giây phút này trở đi mỗi khi chúng tôi nói rằng có thể hay là rất có thể thì điều đó hàm ý rằng chúng tôi không có khẳng định cái thời kỳ hay là cái thời điểm mà chúng tôi đang nói đến mà chúng tôi chỉ nói đến cái khả năng cái thời kỳ đó cái thời điểm đó xảy ra đúng như điều mà chúng tôi suy ngẫm và hiểu biết với một cái xác suất rất là lớn Trước hết thì chúng ta hãy cùng nhau đọc lại lời tiên tri trong Daniel đoạn 9 từ câu 24 đến câu 27. Có 70 tuần năm định trên dân ngươi và thành thánh ngươi để đóng lại sự phạm pháp, kết thúc sự phạm tội, làm sự chuộc tội và đem sự công bình đời đời vào để kết thúc sự hiện thấy và lời tiên tri và để sức giàu cho nơi rất thánh. Vậy hãy biết và hiểu rằng từ khi ra lệnh tu bổ và xây lại Jerusalem cho đến đấng thủ lãnh Messia thì được 7 tuần năm và 62 tuần năm. Đường phố và hào sẽ được xây lại dù trong các thời kỳ khó khăn. Sau 62 tuần năm, đấng Messia sẽ bị trừ đi và sẽ không có gì hết. Có dân của thủ lãnh sẽ đến, sẽ hủy phá thành và nơi thánh. Cuối cùng nó sẽ như bị nước lụt ngập và những sự hoang vu đã định cho đến khi chiến tranh chấm dứt. Người sẽ tái xác nhận giao ước với nhiều người trong một tuần năm, và đến giữa tuần năm ấy, người sẽ khiến của lễ và của lễ chay dứt đi, bởi cánh gốm ghiếc người sẽ làm cho hoang vu cho đến kỳ sao rốt là kỳ đã định. Mỗi một tuần năm thì gồm có 7 năm. 70 tuần năm là 490 năm. Đức Chúa Trời đã định ra 490 năm cho dân Israel và thành thánh của họ, tức là thành Jerusalem. Trong 490 năm đó, những điều sau đây sẽ xảy ra trên dân Israel và trên thành Jerusalem. Thứ nhất là đóng lại sự phạm pháp của dân Israel. Sự phạm pháp của dân Israel là cái sự họ vi phạm 10 điều răn của Đức Chúa Trời, như đã chép trong suốt kỳ giếp tổ ký đoạn 20 từ câu 1 đến câu 17, và được nhắc lại trong phục truyền luật lệ ký đoạn 5 từ câu 6 đến câu 21. Đức Chúa Trời sẽ nhiều lần thi hành việc sửa trị dân Israel để làm giảm bớt cái sự họ vi phạm luật pháp của Ngài. Cuối cùng Đức Chúa Trời sẽ đóng lại sự phạm pháp của họ khi họ tiếp nhận ơn cứu rỗi của Ngài với tính cách là một dân tộc. Thứ nhì, kết thúc sự phạm tội của dân Israel. Vào cuối của tuần năm thứ 69 trong ngày lễ vượt qua của năm 27 Tây Lịch, thì Đức Chúa Giêsu Christ đã chịu chết vì tội lỗi của toàn thể nhân loại, trong đó có dân Israel. Khi dân Israel với tư cách là một quốc gia tin nhận sự chết chuộc tội của Đức Chúa Giêsu Christ ở trong cái tuần năm cuối cùng, tức là tuần năm thứ 70, tức là cái khoảng thời gian 7 năm đại nạn của kỳ tận thế, thì cái sự phạm tội của họ sẽ được kết thúc. Thứ ba, làm sự chuộc tội cho dân Israel còn gọi là làm sạch cái sự gian ác tức là cái sự tha tội và làm cho sạch tội những ai thật lòng ăn năn tội và tin nhận sự cứu rỗi của đức chúa trời đây là sự kiện không phải chỉ xảy ra một cách riêng tư cho dân israel mà còn cho tất cả những ai thuộc về bất cứ dân tộc nào nếu họ thật lòng ăn năn tội và tin nhận sự cứu rỗi của đức chúa trời nhưng sẽ có một thời điểm toàn dân israel sẽ được cứu chuộc thời điểm đó thuộc về tuần năm thứ bảy mươi tức là thuộc về kỳ tận thế. Thứ tư, đem sự công bình đời đời vào vương quốc Israel. Đem sự công bình đời đời vào trong thành thánh Jerusalem, vào trong vương quốc Israel vào cuối kỳ tận thế, khi mà 70 tuần năm, Đức Chúa Trời đã định cho dân Israel và thành Jerusalem được kết thúc. Thứ năm, kết thúc sự hiện thấy và lời tiên tri về dân Israel, khiến cho mọi sự hiện thấy, tức là mọi khái tượng, và mọi lời tiên tri về dân Israel được hoàn toàn ứng nghiệm. Và thứ sáu, sức dầu cho nơi rất thánh là nói đến cái sự kiện đền thờ Thiên Chúa tại Jerusalem được tái xây dựng liền trước kỳ tận thế sẽ được làm lễ sức dầu để thánh hóa và dâng lên Thiên Chúa trở thành nơi thờ phượng Đức Chúa Trời trong vương quốc ngàn năm. Và kính thưa Hồ thánh, 70 tuần năm được bắt đầu từ khi có lệnh tu bổ và xây lại thành Jerusalem. Theo sử liệu, thành Jerusalem bị quân đội Babylon thiêu hủy vào ngày 29 tháng 7 năm 557 trước công nguyên. Nhằm buổi chiều của ngày 9 tháng 5 năm 3174 theo lịch Do Thái. Vào năm 457 trước công nguyên thì vua Arta Xét Xe của đế quốc Phê-rê-sơ, tức là tức là nước Ai ngày nay, đã ra cái chiếu chỉ truyền cho Ezra về lại Jerusalem, toàn quyền làm những gì ông muốn và thiết lập chính quyền tại Jerusalem. Chính quyền này là được cai trị theo luật pháp của Thiên Chúa. Ezra đã cho tu bổ và xây dựng lại thành Jerusalem như đã chép trong Ezra đoạn 9 câu 9. Và như vậy, chiếu chỉ của vua Akta Xác Xe chính là cái lệnh cho phép tự do tu bổ thành Jerusalem đã được tiên tri trước đó 82 năm và đã được ghi lại trong Daniel đoạn 9 câu 25 mà chúng ta vừa đọc lúc nãy. Chúng ta không biết chính xác ngày tháng mà vua Akta xét xe ra chiếu chỉ, nhưng chúng ta biết ngày mà chiếu chỉ đó được Ezra thi hành. Đó là ngày 1 tháng 1 năm thứ bảy của triều vua Akta xét xe, nhằm ngày 14 tháng 9 năm 457 trước công nguyên. Vào thời của Isra và Nehemi thì triều đại của các vua phê-rê-sơ được người Israel tính theo niên lịch dân sự, nghĩa là một năm cai trị của vua bắt đầu từ tháng 7, tức là tháng Tishri, và kết thúc vào cuối tháng 6, tức là tháng Elu, tính theo lịch Do Thái. Rất có thể chiếu chỉ đã được ban hành vào khoảng đầu tháng 4 năm 457 trước công nguyên vào dịp lễ vừa qua. Ezra đã cần hơn 5 tháng để chuẩn bị nhân lực và tài lực cho chuyến đi từ Babylon về Jerusalem như đã ghi lại ở trong Ezra đoạn 8. Từ ngày chiếu chỉ được ban hành cho đến khi đấng thủ lãnh Mesia tức là đấng Christ bị diệt là 69 tuần năm. Từ ngữ được phiên âm là Mesia ở trong nguyên ngữ Hebrew của Thánh Kinh cùng nghĩa với chữ Christ ở trong nguyên ngữ Hy Lạp của Thánh Kinh có nghĩa là đấng được sức giàu trong thánh kinh được sức giàu là được đức chúa trời ban cho chức vụ thẩm quyền và năng lực để thi hành chức vụ đức chúa giêsu là người duy nhất được ban cho cùng lúc cả ba chức vụ tiên tri thầy tế lễ và vua nên danh xưng đấng messiah đấng christ với cái nghĩa là đấng được sức giàu đã trở thành một trong các danh hiệu của ngài từ năm 457 trước công nguyên cho đến năm 27 công nguyên là đúng 483 năm, Chúng ta lấy 457 cộng với 27 thì chúng ta có được 484. Chúng ta lấy 484 trừ cho 1. Bởi vì giữa năm 1 trước công nguyên và năm 1 công nguyên không có năm số 0. Và như vậy chúng ta có được 483 năm. Và như vậy chúng ta thấy lời tiên tri của Chúa trong Thánh Kinh hoàn toàn xảy ra chính xác theo cái sự kiện đã được ghi lại trong thế giới sử đúng theo từng ngày. Giai đoạn 1 gồm có 49 năm là cái thời kỳ mà dân Israel được quyền tự trị ở tại Jerusalem là từ năm 457 trước công nguyên cho đến năm 408 trước công nguyên. Trong giai đoạn này dân Israel hoàn thành cái việc tu bổ và tái xây dựng thành Jerusalem, được tự thiết lập chính quyền và cai trị theo luật pháp của Thiên Chúa chiếu chỉ của vua Ta xét xe truyền cho Ezra đã ghi rất là rõ trong Ezra đoạn 7 câu 25. Còn ngươi, hỡi Ezra, tùy theo sự khôn ngoan của Thiên Chúa ngươi đã có trong tay ngươi, hãy lập những quan phủ quan án là những kẻ thạo biết luật pháp của Thiên Chúa ngươi để chúng xét đoán cả dân sự ở bên kia sông. Còn người nào chẳng biết luật pháp, các ngươi khá dạy cho nó biết. Giai đoạn 1 này bao gồm 49 năm là tương đương với cái chu kỳ của năm vui mừng như đã chép trong Lê Vi Ký đoạn 25 câu 8 đến câu 10. Nghĩa là cứ mỗi 49 năm thì năm thứ 50 sẽ là cái năm được gọi là năm vui mừng. Trong năm đó mọi thứ nợ được buông tha, mọi tôi mọi được giải phóng, mọi đất cầm bán thế chuột đều được trả về cho nguyên chủ. Đó là một năm vui mừng cho dân Israel mà cũng tiêu biểu cho cái sự vui mừng của loài người được hoàn toàn thoát khỏi cái sự hậu quả của tội lỗi và cái hình phạt của tội lỗi. Rất có thể cái giai đoạn 7 tuần lễ, 7 tuần đầu này gồm 49 năm này hàm ý là cái chu kỳ năm vui mừng được bắt đầu đếm lại kể từ khi chiếu chỉ tu bổ và tái xây dựng thành Jerusalem được ban hành nghĩa là trong suốt 70 năm dân Israel bị bắt đi làm phu tù ở tại xứ Babylon thì trong suốt 70 năm đó đất ở tại Jerusalem ở tại Israel đã được nghỉ ngơi vì dân chúng đã bị đi làm phu tù. Và bây giờ khi họ được tha về đúng theo cũng đúng theo cái lời tiên tri của Chúa là sau 70 năm làm phu tù thì họ được tha về và họ được gây dựng lại Jerusalem thì Đức Chúa Trời bắt đầu đếm trở lại cái chu kỳ của 49 năm để bắt đầu thực hiện trở lại cái năm vui mừng. Và nếu là như vậy thì là 490 năm Đức Chúa Trời định cho dân Israel và thành Jerusalem chính là 10 cái chu kỳ của năm vui mừng. Chu kỳ thứ 10 đã tạm dừng sau khi Đấng Christ bị đóng đinh trên thập tự giá vào ngày lễ vượt qua của năm 27. Dựa vào OC đoạn 6 câu 1 đến câu 2, chúng ta thấy rất có thể chu kỳ đó sẽ tái khởi động vào năm 2027, khiến cho ngày lễ trục tội của năm 2034 cũng là ngày mở đầu cho năm vui mừng thứ 10 của 70 tuần năm mà Đức Chúa Trời đã định cho dân Israel và thành Jerusalem. Giai đoạn 2 gồm có 434 năm là từ năm 408 trước công nguyên cho đến năm 27, Dân Israel và Jerusalem bị cai trị bởi các quan chức và luật pháp của các đế quốc Pharisơ, Hy Lạp và La Mã. Vào cuối của giai đoạn 2 này thì Đấng Christ bị giết. Sau khi Đấng Christ bị giết vào ngày 9 tháng 4 năm 27 thì kết thúc 69 tuần năm. Nhóm chữ và sẽ không có gì hết ở trong Daniel đồng 9 câu 26 hàm ý tuần thứ 70 bị tạm ngưng lại. Đức Chúa Trời tạm ngưng sự tương giao của Ngài đối với dân Israel sau khi họ chối bỏ đấng Christ để phát triển hội thánh của Ngài trong suốt 2.000 năm. Đức Chúa Trời dùng khoảng thời gian dân Israel chết thuộc linh để chọn ra một tập thể bao gồm bất cứ ai tin nhận tin lành cứu rỗi của Ngài từ trong khắp mọi dân tộc gọi là hội thánh của Ngài để lập họ làm những người đồng cai trị với đấng Christ trong chính quyền của vương quốc trời. Các thánh đồ thời cử ước và các thánh đồ kỳ tận thế sẽ cai trị vương quốc thuộc thể trên đất. Nhưng các thánh đồ trong hội thánh sẽ đồng trị với Đấng Christ mọi cơ nghiệp của Đức Chúa Trời trong thế giới thuộc thể, bao gồm trái đất và cả vũ trụ lẫn thế giới thuộc linh. Sau sự kiện Đức Chúa Giêsu Christ bị dân Israel chối bỏ và bị đóng đinh trên thập tự giá vào ngày lễ vượt qua của năm 27, thì Đức Chúa Trời đã ban cho dân Israel cơ hội để họ ăn năn. Cơ hội ấy đã kéo dài trong suốt 40 năm, nhưng dân Israel vẫn không ăn năn. Cho nên vào năm 67, Đức Chúa Trời đã cho phép quân lính La Mã tiến công xứ Giu-đê, dẫn đến cái sự bao vây và triệt hạ thành Jerusalem và đền thờ Thiên Chúa vào mùa xuân của năm 70. Đền thờ Thiên Chúa bị thiêu rụi hoàn toàn đến nỗi không còn một hòn đá nào trồng trên một hòn đá nào làm ứng nghiệm lời tiên tri của Đức Chúa Giêsu Christ trước đó như đã chép trong Mai Thơ đoạn 24 câu 2. Thành Jerusalem cũng bị triệt hạ hoàn toàn, chỉ còn sót lại bức tường thành phía Tây. Ngày nay bức tường ấy được gọi là bức tường than khóc vì hàng năm dân Israel đổ về đó than khóc cho cái sự thành Jerusalem và đền thờ Thiên Chúa bị hủy diệt. Đã nên đoạn 9 câu 26 đã ứng nghiệm vào năm 27 về sự chết của Đấng Christ ứng nghiệm vào năm 70 về sự thành Jerusalem và đền thờ Thiên Chúa bị phá hủy. Phần còn lại, tiên tri về sự Jerusalem sẽ như bị nước lụt ngập và những sự hoang vu đã định cho đến khi chiến tranh chấm dứt, là nói về sự Antichrist sẽ đem quân tiến đánh thành Jerusalem vào giữa của kỳ tận thế. Khi đó, dân Israel phải bỏ thành Jerusalem lánh nạn vào đồng vắng như Khải huyền động 12 câu 6 đã cho chúng ta biết cho đến khi Đấng Christ cùng hội thánh tái lâm trên đất tiêu diệt Antichrist và những ai mang con dấu của Antichrist. Chúng ta cũng cần chú ý rằng sự mà Đức Chúa Giêsu Christ tiến vào thành Jerusalem trong tư cách của một nhà vua đã được tiên tri và ghi lại trong sách tiên tri Sachari khoảng 520 năm trước đó. Sachari đồng 9 câu 9 chép: Hỡi con gái Siôn hãy mừng rỡ lớn, hỡi con gái Jerusalem hãy trỗi tiếng ra vui, này vua ngươi đến với ngươi ngài là công bình và ban sự cứu rỗi nhu mì và cởi lừa tức là con của lừa cái thứ bảy ngày 10 tháng Nisan năm 3787 theo lịch do thái nhằm ngày 5 tháng 4 năm 27 theo tây lịch Đức Chúa Giêsu Christ trong tư cách là vua của dân Israel đã ngồi trên lưng lừa con tiến vào thành Jerusalem và được dân chúng tôn hô sự kiện này đã được cả bốn sách tinh lành ghi chép Mai Thơ đoạn 21, Mát đoạn 11, Luca đoạn 19 và Văn đoạn 12. Ngày hôm đó cũng chính là ngày chiên con được biệt riêng để chuẩn bị cho lễ vượt qua, như đã chép trong suốt Egypt tục ký đoạn 12 câu 3. Thứ tư, ngày 14 tháng Nisan năm 3787 theo lịch do Thái, nhằm ngày 9 tháng 4 năm 27 theo Tây lịch, cũng là ngày lễ vượt qua. Đức Chúa Giêsu Christ đã bị đóng đinh trên thập tự giá, trở thành chiên con của lễ vượt qua cho toàn thể loài người. Cô Tô nhất đoạn 5 câu 7 chép. Vậy hãy làm cho mình sạch men cũ để các anh chị em trở nên bột nhồi mới không men như các anh chị em là bánh không men vậy. Vì Đấng Chris là chiên con lễ vượt qua của chúng ta đã bị giết thay cho chúng ta. Đức Chúa Giêsu Christ là chiên con của lễ vượt qua, có nghĩa là nhờ sự chết của Ngài mà những ai tin nhận ơn cứu rỗi của Đức Chúa Trời đều được tha tội được giải cứu khỏi ách nô lệ của tội lỗi và được ban cho cái cơ hội tái sinh thành một người mới, sống một đời sống mới, thánh khiết, bình an và vui thỏa trong tình yêu của Thiên Chúa. Cô Linh Tô Nhì đoạn 5 câu 17 chép Vậy nếu ai ở trong đấng Christ thì người ấy là một tạo vật mới, những sự cũ đã qua đi, này mọi sự đều trở nên mới. Ephesos đoạn 4 câu 23 đến câu 24 chép các anh chị em hãy bỏ nếp sống trước đây của con người cũ là người đã bị hư hỏng theo sự lừa gạt của những sự tham muốn mà chịu làm nên mới trong tâm thần về sự hiểu biết của mình và mặc lấy con người mới là người đã được dựng nên giống như Thiên Chúa trong sự công bình và sự thánh sạch chân thật. Và trong Cô Xe đoạn 3 câu 8 đến câu 10 Nhưng bây giờ các anh chị em cũng đã trừ bỏ những sự đó sự giận, sự thịnh nộ, sự độc ác, sự phạm thượng, sự tục tiểu ra từ miệng của các anh chị em. Chớ nói dối nhau vì đã lột bỏ người cũ cùng mọi việc làm của nó, mà mặc lấy người mới đã được đổi ra mới trong sự tri thức, theo hình ảnh của đấng đã dựng nên người ấy. Kể từ ngày lễ vượt qua của năm 27 là ngày dân Israel chối bỏ đấng Christ và giao ngài vào trong tay dân La Mã để ngài bị giết, thì họ rơi vào tình trạng chết thuộc linh. Tiên tri Ose đã tiên tri rằng dân Israel sẽ chết thuộc linh trong hai ngày và sẽ phục sinh vào ngày thứ ba. Ose đoạn 6 câu 1 đến câu 2 chép. Hãy đến, chúng ta hãy trở về cùng đấng tự hữu hoàng hữu. Vì Ngài đã xé nhưng Ngài sẽ chữa lành chúng ta, Ngài đã đánh nhưng Ngài sẽ buộc vết thương cho chúng ta. Sau hai ngày, Ngài sẽ khiến chúng ta sống lại. Ngày thứ ba, Ngài sẽ dừng chúng ta dậy. Chúng ta sẽ sống trước mặt Ngài. Theo Phi ra nhì đoạn 3 câu 8, thì đối với Chúa một ngày như một ngàn năm, hai ngày chết thuộc linh của dân Israel tức là hai ngàn năm, từ năm 27 đến năm 2027. Ngày lễ dân báo lúa đồng mùa nhằm ngày 16 tháng Nisan là ngày theo sau ngày thứ nhất của lễ bánh không men. Kỳ lễ bánh không men kéo dài 7 ngày là hình bóng cho cái đời sống mới trọn vẹn và còn đến đời đời của những người được dựng nên mới nhờ có đức tin vào trong sự chết chuộc tội của Đức Chúa Giêsu Christ. Lễ dân bó lúa đầu mùa làm hình bóng cho sự phục sinh của Đức Chúa Giêsu Christ, sự phục sinh của những ai thuộc về Chúa và sự phục sinh thuộc linh của dân Israel. Vì thế chúng ta có thể tin rằng dân Israel sẽ được sống lại cái phần thuộc linh vào ngày lễ dân bó lúa đầu mùa của năm 2027 đúng sau 2.000 năm, tức hai ngày trong lời tiên tri kể từ khi họ chối bỏ đấng Christ và bị chết thuộc linh. Và chúng ta có thể thấy rằng hoàn toàn chính xác từng ngày một không sai trật một ngày nào. Chúng ta có thể tin rằng chính trong ngày đó Đức Chúa Trời sẽ đóng dấu 144.000 người trong 12 chi phái của Israel để họ làm công việc rao giảng tin lành khắp thế gian trong suốt 7 năm của kỳ tận thế như đã được tiên tri trong khái huyền động 7 từ câu 1 đến câu 8. Chúng ta có thể tin rằng chính trong ngày đó tuần năm thứ 70 sau khi bị tạm ngưng suốt 2.000 năm sẽ tái khởi động và kết thúc với sự tái lâm của Đức Chúa Giêsu Christ trên đất vào cuối kỳ tận thế. Ngày lễ dân bố lúa đầu mùa của năm 2027 nhằm thứ sáu ngày 23 tháng 4 năm 2027. Và chúng ta chú ý cái chi tiết lại luận này. Chúa dựng nên loài người vào ngày thứ sáu trong 7 ngày sáng tạo. Chúa thành lập hội thánh cũng vào ngày thứ sáu nhằm ngày 30 tháng 5 năm 27. Và Chúa tái lập quốc gia Israel vào ngày thứ sáu, cũng nhằm ngày 14 tháng 5 năm 1948. Như vậy cũng rất có thể vào thứ sáu ngày 23 tháng 4 năm 2027, Chúa sẽ tái sinh cái phần thuộc linh của dân tộc Israel. Có thể cũng chính trong ngày đó, 144.000 người Israel được chọn ra từ trong 12 chi phái được đóng dấu. Và dựa vào khái quyền động 7, chúng ta có thể hiểu rằng sau khi Chúa đóng dấu 144.000 người Israel thì Chúa sẽ cất hội thánh ra khỏi thế gian. Đó cũng là lúc mà thân thể xác thịt của con dân Chúa trong hội thánh được phục sinh hoặc được biến hóa. Dường như Khải Huyền đoạn 7 câu 9 đến câu 10 mô tả sự kiện con dân Chúa có mặt trên thiên đàng ngay sau khi những người được chọn trong dân Israel được đóng dấu. Khải Huyền đoạn 7 câu 9 đến câu 10 chép: sau đó tôi nhìn xem, và này một đám đông vĩ đại không đếm được thuộc mọi quốc gia, mọi chi tộc, mọi dân và mọi ngôn ngữ, đứng trước ngai và trước chiên con, mặc áo dài trắng, trong tay họ có những nhánh trà là. Họ kêu lớn tiếng rằng sự cứu rỗi thuộc về Đức Chúa Trời, chúng ta đấng ngự trên ngai và thuộc về chiên con. Và cái chi tiết này giúp cho chúng ta hiểu một cách chắc chắn rằng hội thánh sẽ ra khỏi thế gian trước kỳ tận thế. Vì những sự kiện này xảy ra trước khi kỳ tận thế bắt đầu. Tuy nhiên, cũng có thể hội thánh đã được cất lên trước đó nữa. Nhưng sau khi 144.000 người Israel được đóng dấu thì mới có cái sự nhóm hiệp thờ phượng Chúa như được mô tả trong khải huyền động 7 câu 9 đến câu 10. Trong chương trình màu nhiệm của Đức Chúa Trời, thứ sáu là Ngài Chúa dựng nên loài người và ban sự sống cho loài người có lẽ vì vậy mà Chúa đã chọn thành lập hội thánh, ban sự sống cho hội thánh vào một ngày thứ sáu. Chúa tái sinh Israel thuộc thể cũng vào một ngày thứ sáu. Vì vậy rất có thể Chúa sẽ phục sinh thuộc linh dân Israel và phục sinh thân thể xác thịt của con dân Chúa trong hội thánh cũng vào một ngày thứ sáu. Tuy nhiên, hội thánh cũng có thể được Chúa cất lên vào bất kỳ ngày nào trong những ngày lễ thối kèn, thay vì được cất lên vào ngày lễ dân bó lúa đầu mùa vì lễ thổi kèn làm hình bóng cho sự chúa hội hiệp con dân chúa. Và đây cũng là một trong các lý do mà không ai có thể biết được giờ và ngày chúa đến để đem hội thánh ra khỏi thế gian. Và chúng tôi xin liệt kê các ngày lễ thổi kèn từ năm 2020 đến năm 2027. Chúng ta có thể mong chờ Chúa đến để đem chúng ta ra khỏi thế gian vào thứ Bảy ngày 19 tháng 9 năm 2020. Đây là ngày lễ thổi kèn của năm 2020. Và nếu ngày đó chúng ta vẫn còn ở lại trong thế gian này Chúa chưa đến, thì chúng ta có thể tiếp tục mong chờ Chúa đến vào thứ ba ngày 7 tháng 9 năm 2021. Đó là ngày lễ thối kèn của năm 2021. Tiếp tiếp theo là thứ hai ngày 26 tháng 9 năm 2022, thứ bảy ngày 16 tháng 9 năm 2023, thứ năm ngày 3 tháng 10 năm 2024 thứ ba ngày 23 tháng 9 năm 2025 thứ bảy ngày 12 tháng 9 năm 2026 và trẻ nhất là thứ bảy ngày 2 tháng 10 năm 2027 chúng ta có thể trông chờ chúa đến vào dịp lễ thối kèn của mỗi năm như đã liệt kê nếu đến ngày lễ thối kèn của năm 2026 mà chúa vẫn chưa đến thì chúng ta càng nức lòng trông chờ chúa đến vào ngày lễ dân bỏ lúa đầu mùa hoặc là ngày lễ thổi kèn của năm 2027. Chúng tôi nghĩ rằng rất có thể trễ nhất là Chúa sẽ đến vào ngày lễ thổi kèn của năm 2027. Dựa vào Khái Huyền đoạn 8, chúng ta có thể tin rằng 7 năm đại nạn của kỳ tận thế sẽ bắt đầu liền sau khi 144.000 người Israel được đóng dấu. Với cái sự suy luận được nêu lên trên đây, thì chúng tôi nghĩ rằng kỳ tận thế sẽ bắt đầu vào ngày 23 tháng 4 năm 2027. Nhưng không ai biết được ngày và giờ Chúa sẽ đến để đem hội thánh ra khỏi thế gian. Nói cách khác, chúng ta có thể dùng lời của Chúa đối chiếu với lịch sử của thế giới và thời sự đang xảy ra xung quanh chúng ta mà chúng ta có thể định được cái ngày tận thế. Nhưng mà chúng ta không thể định được cái ngày mà Chúa sẽ đến đem hội thánh ra khỏi thế gian. Bởi vì như chú đã nói, cái ngày mà chú đến để đem Hồ Thánh ra khỏi thế gian thì không ai có thể biết được. Và thêm một cái chi tiết rất là lạ lùng về cái tình hình thời sự thế giới đó là tin tức về thiên thạch 1997 XF11 với cái đường kính khoảng 2,4 km sẽ tiến gần địa cầu vào ngày 26 tháng 10 năm 2028 khiến cho chúng ta có thể tự hỏi rằng có phải đây sẽ là cái khối đá trời sẽ rơi xuống biển và các nguồn nước như đã được tiên tri ở trong khải huyền. Khải huyền đoạn 8 câu 8 đến câu 9 chép. Thiên sứ thứ nhì thổi loa có một vật giống như một hòn núi lớn cháy rực lửa bị ném xuống biển. Một phần ba biển trở thành máu, một phần ba tàu vật đang sống trong biển bị chết, một phần ba tàu thuyền bị hủy diệt. Và Khải huyền đoạn 8 câu 10 đến câu 11 thiên sứ thứ ba thổi loa có một ngôi sao lớn từ trời cháy như một ngọn đuốc rơi xuống trên một phần ba các dòng sông và các nguồn nước tên của ngôi sao ấy là khổ thảo một phần ba nước trở thành khổ thảo và nhiều người chết bởi uống nước vì nước đã trở nên đắng theo ước tính của cơ quan hàng không và vũ trụ quốc gia hoa kỳ thì khi bay ngang địa cầu thiên thạch 1997 XF11 sẽ cách địa cầu khoảng 588.000 dặm, tương đương với 946.000 km. Nhưng, nếu vì một lý do gì đó, thiên thạch này bỗng nhiên bị vỡ làm đôi, thì vận tốc sẽ bị giảm lại và nó sẽ bị tác động bởi sức hút của địa cầu, thì rất có thể một nửa lớn hơn sẽ rơi xuống biển, nửa còn lại nhỏ hơn bay thêm một khoảng nữa rồi vỡ tung thành nhiều mảnh vụn rơi xuống trên các nguồn nước ở trên đất, làm cho ứng nghiệm lời tiên tri trong Khải Huyền đoạn 8 từ câu 8 cho đến câu 11. Thời điểm mà thiên thạch này tiếp cận địa cầu lại trùng hợp với cái thời điểm thích hợp cho kỳ tận thế xảy ra, khiến cho chúng ta tự hỏi có phải Đức Chúa Trời đã sẵn sàng mọi sự cần thiết cho kỳ tận thế. Đã nên đoạn 9 câu 27 tiên tri về sự Antichrist sẽ lập giao ước với nhiều lãnh tụ của các quốc gia, có lẽ đó là giao ước sẽ được Antichrist đại diện cho Liên Hiệp Quốc để lập với Israel và các quốc gia Hồi giáo Ả Rập sau khi cuộc chiến theo Thị Thiên Tâm Ba xảy ra. Trong cuộc chiến, có thể Israel sẽ bắn đầu đạn nguyên tử vào thủ đô Damascus của Syria, nơi tập trung bộ tổng tham mưu của Liên quân Ả Rập, tiêu diệt hoàn toàn thủ đô Damascus y theo lời tiên tri trong Esai 17 khi đó liên minh các nước ả rập đem quân tấn công israel bị thua trận mất phần lớn lãnh thổ và các mỏ dầu khí vào trong tay dân israel khi đó lần đầu tiên trong lịch sử dân israel sẽ chiếm trọn các vùng đất đã được đức chúa trời hứa ban cho họ như đã ghi trong cựu ước quốc tế sẽ phản đối israel một cách mạnh mẽ và israel sẽ đe dọa quốc tế rằng nếu quốc tế đem quân đánh phạt israel thì israel sẽ cho nổ tung các mỏ dầu khí bằng đầu đạn nguyên tử hủy diệt nguồn dầu khí quan trọng của thế giới. Vì thế, các nước trên thế giới sẽ liên kết với nhau, lập ra một chính phủ toàn cầu mà Antichrist sẽ là lãnh tụ nhằm tái tạo hòa bình bằng cách ký hòa ước với Israel và các quốc gia Ả Rập để các nước trên thế giới được tiếp tục sử dụng dầu khí từ các mỏ dầu đã thuộc về tay Israel. Đã nên đoạn 9 câu 27 tiên tri rằng Antichrist sẽ tái xác nhận giao ước với nhiều người, chữ nhiều người vừa có nghĩa là nhiều dân tộc mà cũng vừa có nghĩa là nhiều lãnh tụ của các dân tộc. Sẽ rất là hợp lý để chúng ta hiểu rằng giao ước ấy chính là một hòa ước do Antichrist đại diện các quốc gia Tây phương và các nước Ả Rập hồi giáo vừa bị thua trận và mất đất về tay Israel, đứng ra ký kết với Israel. Hòa ước sẽ có thời hạn là một tuần năm, tức là 7 năm. Vì thế, thứ nhất, trận chiến tại Trung Đông theo Thi Thiên 83 sẽ xảy ra trước kỳ tận thế. Thứ nhì, có một biến động quan trọng nào đó xảy ra cho nước Mỹ khiến cho nước Mỹ không thể hỗ trợ cho Israel và là nguyên nhân khiến cho các nước Ả Rập Hồi giáo liên kết tấn công Israel. Rất có thể sau nhiệm kỳ thứ nhì của Tổng thống Donald Trump, từ năm 2025 đến năm 2027, trong cái khoảng thời gian ngắn ngủi đó, nước Mỹ sẽ bị một thiên tai lớn như là cái sự bùng nổ của hồ lửa tại lâm viên quốc gia Yellowstone hay là cái sự động đất khiến cho phần lớn California bị hủy diệt. Chẳng hạn, thiên tai lớn như vậy sẽ sinh ra loạn lạc khắp nơi, khiến cho quân đội và tài nguyên của nước Mỹ sẽ phải tập trung cho cái việc khắc phục hậu quả của thiên tai và bảo vệ an ninh trên nước Mỹ mà không còn có thể đem quân để yểm trợ Israel thứ ba có lẽ ngày hòa ước bắt đầu có hiệu lực sẽ đúng vào ngày lễ dân bỏ lúa đầu mùa của năm 2027 để rồi sau đó ba năm rưỡi Antichrist vi phạm hòa ước đem quân tiến đánh Israel dẫn Israel sẽ được Đức Chúa Trời đưa vào đồng vắng lánh nạn trong ba năm rưỡi còn lại của kỳ tận thế Antichrist sẽ vào ngồi trong đền thờ Thiên Chúa vừa được tái xây dựng tại Jerusalem và xưng mình là Đức Chúa Trời sự đánh chiếm Jerusalem và đền thờ Thiên Chúa của Antichrist khiến cho cái sự dân tế lễ trong đền thờ Thiên Chúa bị chấm dứt. Sự thắng lợi trong cuộc chiến khiến cho dân Israel thức tỉnh, nhận biết các lời tiên tri trong Thánh Kinh về kỳ tận thế đang ứng nghiệm, nhận biết Đức Chúa Giêsu Christ chính là Đấng Mêsia đã được hứa trong Cựu Ước và chính là nguyên nhân khiến cho dân Israel được sống lại về thuộc linh. Cuối cùng của bảy năm đại nạn, tức cuối cùng của tuần năm thứ bảy mươi, Đấng Christ và Hội Thánh cùng các thiên sứ sẽ giáng lâm trên đất và tiêu diệt thế lực của Antichrist. Antichrist và tiên tri của Antichrist đang sống bị ném vào hỏa ngục. Tất cả những người nhận dấu hiệu của Antichrist đều sẽ bị diệt. Satan bị giam vào vực sâu trong âm phủ. Tất cả những người còn sống vào cuối kỳ tận thế đều là những người tin nhận Chúa, không chấp nhận con dấu của Antichrist. Đấng Christ sẽ phán xét những người tin Chúa trong kỳ tận thế như đã tiên tri trong Mai thơ đoạn 24 sau đó là thời kỳ vương quốc ngàn năm. Như vậy, thời kỳ vương quốc ngàn năm có thể sẽ bắt đầu vào ngày lễ liều tạm của năm 2034. Mở đầu cho một ngàn năm sa bát cho toàn thể loài người. Đẹp ý Chúa, Hội Thánh có thể sẽ chứng kiến cuộc chiến tại Trung Đông theo Thi Thiên 83, chứng kiến đền thờ Thiên Chúa tại Jerusalem được tái xây dựng, chứng kiến Antichrist lên cầm quyền, rồi Chúa sẽ đến để đem hội thánh ra khỏi thế gian vào ngày lễ dân bó lúa đầu mùa 23 tháng 4 năm 2027 hoặc vào ngày lễ Thổ kèn 2 tháng 10 năm 2027. Và tiếp theo đây, chúng tôi đúc kết một cách ngắn gọn cái thời gian biểu về các biến cố trong 70 tuần năm mà Đức Chúa Trời đã định cho dân Israel và thành thánh Jerusalem. bắt đầu của 70 tuần năm. Có lẽ ngày 3 tháng 4 năm 457 trước công nguyên, nhằm ngày lễ vượt qua của năm 457, trong năm thứ bảy của triều vua Ảt Ta Xét Xe, vua đã ra chiếu chỉ cho phép Ezra toàn quyền tu bổ thành Jerusalem và thiết lập chính quyền tự trị. Giai đoạn 7 tuần năm, gồm 49 năm từ năm 457 trước Công nguyên cho đến năm 408 trước Công nguyên. Ở trong giai đoạn này thì dân Israel được tự trị theo luật pháp của Thiên Chúa. Và đây cũng là tròn một cái chu kỳ 49 năm để vào năm vui mừng. Rất có thể sau 70 năm dân Israel bị phu tù, đất được yên nghỉ thì Đức Chúa Trời khởi sự trở lại chu kỳ năm vui mừng. Và như vậy, năm 409 chính là năm vui mừng thứ nhất ở trong 70 tuần năm mà Đức Chúa Trời đã định cho dân Israel và thành Jerusalem. Giai đoạn 62 tuần năm thì gồm có 434 năm, là từ năm 408 trước công nguyên cho đến năm 27. Dân Israel và dân Jerusalem bị cai trị bởi các đế quốc như là đế quốc Pharisơ, đế quốc Hy Lạp và đế quốc La Mã. Và chúng ta nên nhớ giữa năm 1 trước công nguyên và năm 1 thì không có năm 0. Cho nên 408 cộng cho 27 thì bằng 435 trừ cho 1 thì bằng 434 năm. Chúng ta thấy con số tròn trịa chính xác ứng nghiệm lời tiên tri của Chúa so với những sự kiện xảy ra ở trong lịch sử của thế giới. Và thứ tư, và cuối của tuần 5 thứ 69, đúng vào ngày lễ vừa qua nhằm ngày 9 tháng 4 năm 27, Đấng Christ đã bị đóng đinh trên thập tự giá và cũng kể từ ngày đó dân Israel bị chết thuộc linh trong 2.000 năm, tức là hai ngày tiên tri ở trong OC đoạn 6 từ câu 1 đến câu 2. Tuần thứ 70 tạm ngưng, đó là ý nghĩa của nhóm chữ và sẽ không có gì hết. Và cái sự tạm ngưng này sẽ ngưng cho đến khi mà Chúa phục hồi thuộc linh của dân Israel. Và chúng ta cũng thấy Đức Chúa Trời đã ban cho dân Israel 40 năm để ăn năn và tin nhận đấng Christ, nhưng mà dân Israel đã không ăn năn nên Đức Chúa Trời đã cho phép quân đội La Mã tiến công xứ Đê vào năm thứ 67 và 3 năm sau đó họ đã phá hủy đền thờ Thiên Chúa cùng thành Jerusalem vào ngày 1 tháng 8 năm 70. Hội thánh được thành lập vào ngày lễ ngũ tuần nhằm thứ sáu ngày 30 tháng 5 năm 27, Hội Thánh được thành lập để rao truyền ơn cứu rỗi của Đức Chúa Trời cho mọi dân tộc. Và Hội Thánh đã trải qua gần được 2.000 năm. Thêm một điều nữa cũng đã xảy ra đó là Đức Chúa Trời hồi sinh thuộc thể quốc gia Israel vào ngày 14 tháng 5 năm 1948. Đức Chúa Trời đã dừng lại quốc gia Israel trong một ngày và biến cố này ví như là cây vả Israel được trồng trở lại vào vùng đất hứa Canaan và làm ứng nghiệm tiên tri lời tiên tri ở trong ngay sai đoạn 66 câu 8 ai đã từng nghe một sự như thế này ai đã từng thấy một sự giống như vậy lãnh thổ có thể nào được hình thành trong một ngày dân tộc có thể nào được sinh ra trong một lúc mà Sion mới vừa trong cơn chuyển dạ thì đã sinh ra con của mình Ngày 7 tháng 6 năm 1967 thì dân Israel hoàn toàn làm chủ thành Jerusalem. Ngày 6 tháng 12 năm 2017, nước Mỹ chính thức công nhận Jerusalem là thủ đô của quốc gia Israel. Và tuần lễ tới đây thì nước Mỹ sẽ công nhận Israel hoàn toàn có chủ quyền ở trên thành phố Jerusalem. Và tiếp theo đây là những điều sẽ xảy ra. Cuộc chiến theo Thi Thiên 83 sẽ xảy ra và một chính quyền toàn cầu sẽ được thành lập do Antichrist cầm đầu. Hai biến cố này có thể xảy ra sau hoặc là vào năm cuối nhiệm kỳ, có thể xảy ra sau cái nhiệm kỳ thứ nhì của Tổng thống Trump hoặc là vào cái năm cuối cùng nhiệm kỳ của ông. Nước Mỹ có thể sẽ vì một lý do gì đó không bảo vệ được Israel, nhưng Israel sẽ được Đức Chúa Trời giải cứu và thắng trận. Israel sẽ chiếm trọn các vùng đất đã được Đức Chúa Trời hứa ban cho họ, từ sông Nile của xứ Ai Cập cho đến sông Euphrates của xứ Iraq. Israel sẽ chiếm hầu hết các mỏ dầu hỏa của các nước Ả Rập Hồi giáo. Antichrist sẽ thay mặt Liên Hợp Quốc để ký hòa ước với Israel trong 7 năm. Tiếp theo đó, Đức Chúa Trời sẽ hồi sinh thuộc linh dân Israel rất có thể vào ngày lễ dân bó lúa đầu mùa nhằm ngày 23 tháng 4 năm 2027, tròn 2.000 năm dân Israel chết thuộc linh vì chối bỏ đấng Christ. Đức Chúa Trời sẽ làm cho họ được sống lại về thuộc linh như lời tiên tri trong OC đoạn 6, câu 1 đến câu 2. Và như vậy, tuần năm thứ 70 bắt đầu khởi động, mở đầu cho kỳ tận thế. Cái ngày hòa ước do Antichrist ký kết với Israel có hiệu lực cũng chính là ngày bắt đầu kỳ tận thế, kéo dài trong 7 năm có thể ngày ấy sẽ trùng với cái ngày mà Đức Chúa Trời hồi sinh dân Israel và về phần thuộc linh và chọn ra 144.000 người từ trong 12 chi phái của Israel để họ đi khắp nơi rao giảng tin lành trong kỳ tận thế. riêng về hội thánh. Thì hội thánh sẽ được cất ra khỏi thế gian bất kỳ lúc nào. Hội thánh có thể được đấng Christ cất ra khỏi thế gian bất kỳ lúc nào có nghĩa là có thể ngay trong lúc chúng ta đang nhóm hiệp đây, Chúa đến và chúng ta ra đi với Ngài. Có thể một giây đồng hồ sau, có thể một phút sau, một ngày sau, vân vân. Nhưng dựa vào sự thương xót rất lớn của Chúa, chúng ta có thể hy vọng rằng Chúa sẽ cất hội thánh ra khỏi thế gian trùng vào cái ngày dân Israel được hồi sinh thuộc linh, tức là ngày 23 tháng 4 năm 2027, hoặc là vào ngày lễ thổ kèn nhằm ngày 2 tháng 10 năm 2027. Vì khi hội thánh chứng kiến cái cuộc chiến theo thi thiên tam Ba, chứng kiến thủ đô Đa Mách của Syria bị hủy diệt, chứng kiến Antichrist lên cầm quyền và ký hòa ước 7 năm với Israel, thì những người hâm hẩm trong hội thánh, những người chưa tin Chúa nhưng có dịp đọc và nghe bài giảng này hoặc là các bài giảng liên quan đến kỳ tận thế sẽ thức tỉnh và ăn năn và con số đó sẽ rất là lớn, sẽ có rất là nhiều người. Cho nên mới gọi cái sự mà Chúa để hội thánh ở lại trẻ như vậy trên đất này là một cái sự thương xót lớn của Chúa vừa đối với hội thánh mà cũng vừa đối với những người chưa tin Chúa. Sau cùng thì Đức Chúa Giêsu Christ vào thánh sẽ giáng lâm trên đất để kết thúc 70 tuần năm, đó là vào cuối của 7 năm đại nạn và cái ngày mà Đức Chúa Giêsu Christ vào thánh giáng lâm trên đất cũng là cái ngày kết thúc. 70 tuần năm kết thúc kỳ tận thế. Đấng Chris vào thánh sẽ giáng lâm trên đất để tiêu diệt tất cả những ai không thuộc về Ngài, rồi vương quốc ngàn năm được thiết lập. Chúng tôi mong rằng tất cả những ai nghe hoặc đọc cái bài giảng này đều thuộc về Hồ thánh của Chúa và sẽ cùng ra đi với Chúa trong ngày Chúa đến để đem hội thánh ra khỏi thế gian. Nếu trong giây phút Quý bạn chị em nào đang đọc hoặc nghe bài giảng này mà chưa tin nhận sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời thì xin hãy ăn năn tội và tin nhận sự chết chuộc tội của Đức Chúa Giêsu Christ để được cứu rỗi và thuộc về hội thánh của Chúa và được ra đi với Chúa khi Chúa đến. Nếu quý bạn chị em là người đã tin nhận Chúa nhưng chưa hết lòng sống theo lời Chúa thì quý bạn chị em hãy xưng tội với Chúa và hết lòng sống theo lời Chúa để quý bạn chị em không bị bỏ lại trong ngày Chúa đến. Đặc biệt đối với những người đã bị hội thánh dứt thông công hãy hạ mình khiêm nhường, đừng kiêu ngạo nữa, đừng tự ái nữa. Hãy phục tùng lời của Chúa, vân phục thẩm quyền Chúa đặt để trong hội thánh, ăn năn xưng tội, phục hòa lại với hội thánh, phục hòa lại với Chúa để không bị bỏ lại. Nên nhớ, những người đã tin Chúa bị dứt thông công mà không ăn năn thì sẽ không thể nào ăn năn trong cái kỳ của 7 năm đại nạn họ sẽ bị bỏ lại đó họ sẽ chịu khổ đó nhưng mà lòng của họ sẽ cứng họ không thể nào ăn năng ngày hôm nay mà còn không ăn năng được thì làm sao họ có thể ăn năng được trong cái kỳ đại nạn và tôi không nghĩ rằng chúa sẽ cho họ thêm cái cơ hội để ăn năng trong kỳ đại nạn đối với họ chúa đã tỏ lòng thương xót cho họ tiếp tục sống cho tới khi Chúa đến, tức là suốt cái thời gian từ khi họ bị dứt thông công cho đến khi Chúa đến mà họ vẫn không ăn năn thì họ sẽ không còn cơ hội để ăn năn. Chúng tôi xin gửi đến quý ông bà chị em lời Chúa ở trong Tiết đoạn 2 câu 11 đến câu 14 để làm hành trang thuộc linh cho suốt năm 2020 và tháng ngày còn lại của chúng ta trong đời này. Vì ân điển của Đức Chúa Trời đem lại sự cứu rỗi đã được tỏ ra cho tất cả mọi người dạy cho chúng ta rằng Hãy chối bỏ sự không tin kính và những sự tham muốn của thế gian. Chúng ta nên sống cách tỉnh táo, công chính và tin kính trong đời này. Chờ đợi sự trông cậy hạnh phúc và sự hiện ra trong vinh quang của Thiên Chúa vĩ đại và đấng giải cứu chúng ta, Đức Chúa Giêsu Christ. Đấng ban chính mình Ngài cho chúng ta để chuộc chúng ta ra khỏi mọi sự vi phạm luật pháp và làm tinh sạch cho chính Ngài một dân thuộc về Ngài, sốt sắng về những việc lành. Nguyện Đức Thánh Linh dẫn chúng ta vào trong mọi lễ thật của lời Chúa. Nguyện lời Chúa thánh hóa chúng ta. Nguyện Đức Chúa Trời thành tín của sự bình an giữ cho tâm thần, linh hồn và thân thể xác thịt của chúng ta được nên thánh trọn vẹn, không chỗ trách được cho sự đến của Đức Chúa Giêsu Christ, Cứu Chúa yêu dấu của chúng ta. Amen.